Rồi, chiều xin chào anh chị các bạn nha. Hôm nay chiều giới thiệu cho anh chị cái chiếc Mac GLC 300 Formatix. Đó, thì cũng tại nhà khách hàng luôn. Đó, đang có hai chiếc ha. Thì chiều cũng sẽ giới thiệu cho anh chị hai chiếc luôn. Đó, Mac GLC 300 Formatix. Chiếc này vận động bốn bánh toàn thời gian nha. Giá mà khách hàng muốn bán chiếc này là 1 tỷ 850 nha anh chị nha, 1 tỷ 850. Xe này nếu mà vào 2019 ha, mua và lăn bánh luôn chiếc này khoảng tầm 2 tỷ 7 á, 2 tỷ 7 thì hôm nay nó chỉ còn có 1 tỷ 850 triệu thôi. Đó, giá đăng là giá vẫn còn thương lượng chút chút cho anh chị đó. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp chiều. Chiều sẽ dẫn anh chị đến tận nhà xem xe này nha. Đó, 1 tỷ 850 thôi. Biển thì biển Sài Gòn. Đó, xe rất đẹp. Xe này chạy được 32.000 mai. Nó tương đương khoảng tầm 50.000 cây nha anh chị. 50.000 cây. Đây nè, vỏ xe 50.000 cây nè. Đây. Còn rất là dày nha, rất là dày. Đắt là đắt 20. Đắt 20 luôn. Cái hồng bên phải của xe nè. Rất đẹp ha. Thì xe mua bán cam kết cho anh chị luôn, không bán xe tai nạn, không bán xe hầm nước cho anh chị nha. Động cơ là phải động cơ zin. Đó đây nè. Cái chân nè, chân bằng kính luôn. Hoàn toàn là kính ha. Đèn của xe Mạc thì chắc anh chị cũng biết rồi. Công nghệ đèn LED của xe Mạc là nói chung là tuyệt vời. Không có gì để chê cả. Ánh sáng cực kỳ mạnh luôn nha, khi mà mình đi ban đêm. Đó. Mặt ga lăng nè, đầu xe nè, còn rất là đẹp luôn. Rồi để đi vào nội thất nha. Bây giờ mình đi vào nội thất. Đây. Đó, tấp bi cửa trước bên phải nè. Lo là lo monitor, nghe nhạc rất là hay luôn. Có đèn đèn viền nội thất luôn nha. Có đèn viền nội thất luôn. Đó. Dòng xe Mạc này đi thì nói chung là cực kỳ sang trọng và đẳng cấp anh chị ha. Cực kỳ sang trọng đẳng cấp. Đó, có cân bằng điện tử nè. Đó, nâng gầm nè, thấy không? Có công nghệ ngắt động cơ tạm thời nè. Bàn rê cảm ứng dành cho cái màn hình giải trí nè. Đó. Xe rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Anh chị nào quan tâm dòng Mạc GLC 300 Formatix này thì liên hệ trực tiếp chiều ha. Chiều sẽ dẫn anh chị đi xem xe ở đường Phạm Hùng nói dài nha. Đó, rất đẹp. Chiếc này giá mong muốn bán là 1 tỷ 850 nha anh chị, 1 tỷ 850. Đó, đèn viền nội thất nè. Rất đẹp luôn. Và đây là tấm bi cửa sau. Bên bên phải nè, hàng ghế phía sau nè. Đó, xe rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Đây, vỏ xe nè. Xe này vẫn có hỗ trợ vay luôn nha anh chị nha. Anh chị nào muốn mua vay ngân hàng thì chiếc này á, anh chị trả khoảng tầm từ 600 triệu đến 700 triệu là ok nha. 600 đến 700 là ok. Đó, đây, đây là phía sau của xe nè. Formatix. Đó, GLC 300. Đây. Rất đẹp luôn. Ở đây là hàng ghế phía sau bên trái nè. Anh chị nào muốn xem thực tế liên hệ chiều nha. Muốn xem thực tế liên hệ chiều. Chiều dẫn đi xem xe. Xe rất đẹp. Giá mà khách hàng muốn bán chiếc này là 1 tỷ 850 nha anh chị nha. Xe này 2019 lăn bánh là khoảng tầm 2 tỷ 7. Xe này được sản xuất 2019 luôn nha anh chị. Sản xuất 2019. Rất đẹp luôn. Xe rất đẹp. Đó. Xe này sử dụng phiên bản động cơ là 2.0 turbo nha anh chị. Đó. Đây. Đây nè, mai nè, 32.000 mai nè, tương đương khoảng tầm 50.000 cây. Đúng chuẩn luôn nha, đúng chuẩn luôn, chuẩn ô đô luôn. Đó, vô lăng nè, vô lăng 50.000 cây nè. Đó, có ga giới hạn đầy đủ hết. Đó, có camera 360 luôn, cảm biến lùi phía sau. Đèn tự động ha, mở capo lên luôn. Thắng tay điện tử luôn nha, đây, thắng tay điện tử luôn. Ba vị trí ghế nhớ. Lo là lo bu meter. Đó, nút bấm nè. Rồi bây giờ chị sẽ mở cái capo lên. Đó, và đây là một cái động cơ 2.0 turbo nha. Động cơ tăng áp đó anh chị. Đó, số tự động xe này là số tự động 9 cấp. Đó. Chả
chạy cực kỳ mượt mà luôn. Đây là những cái khung xương là còn zin hết nha, mua bán là đảm bảo đàng hoàng cho anh chị nha. Đó, xe không tai nạn, không hộp nước, máy zin, ô đô chuẩn 50 32.000 may, 32.000 may. Đây. Đó, mọi thứ. Đó, rất là ok luôn. Động cơ là động cơ 2.0 turbo. Rất đẹp anh chị ha. Đó, thì chiếc này giá mong muốn bán là 1.850.000 nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì gọi trực tiếp cho em dẫn đến từng nhà xem nha. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo.